cả lớp cho cô biết tư thế bệnh nhân nằm thăm khám thế nào là chuẩn. Cô mời Nhi. Thưa cô, bệnh nhân nằm ngửa, đầu nghiêng sang trái, hai tay dọc theo thân người, hai chân chống trên giường, đùi và cẳng chân tạo thành một góc 45 độ so với mặt giường, hai đầu gối cách nhau 10 đến 15 cm, áo được cuộn vào trong và vén lên trên nếp vú, quần được cuộn vào trong và vén xuống dưới, ngang bờ trên sương mù. Rất tốt, mời em ngồi xuống. Cả lớp có ai bổ sung cho bạn nữa không nào? Vũ có gì bổ sung cho bạn không? À, dạ thưa cô, ngoài ra thì cần yêu cầu bệnh nhân thả lỏng, mềm cơ bụng và thở đều trong suốt quá trình khám. Thầy thuốc có thể đứng hoặc ngồi bên phải ngang hông bệnh nhân ạ. Rất tốt, mời em ngồi xuống. Bây giờ cả lớp tiếp tục thực hành bài mới nhé. Cô bé của cậu. Tập trung đi. Bé năm nhất kìa. Tuổi trẻ dũng cảm thật đấy. Thích thật. Chính ra nhé, tớ thấy cô bé này rất là kiên trì. Chưa một lần nào Vũ chào lại luôn. Hả? Anh Vũ. Tiêm nước. Này, cậu có cần thiết phải lạnh nhạt với người ta như thế không? Quá đáng thật sự. Quá đáng gì? Hay bảo cứ chú ý đến tớ làm gì? Không thích rồi cứ bị làm phiền. Các cậu hiểu không? Hiểu làm sao được. Đời tớ có được ai theo đuổi đâu mà biết nhỉ. Cũng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Tôi về đi. Sau khi thảo luận về chính trị, chúng ta sẽ nói về phần học chuyên môn. Tôi chỉ có ý kiến là chúng ta sẽ thực tập lại cái phần mà khám cổ trướng. Như hôm trước ở trên lớp ấy, là tôi phải đóng giả là bệnh nhân. Thế nên là tôi chưa được thực tập nhiều. Được, tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Cậu đã nắm vững lý thuyết thao tác sờ chưa? Đầu tiên ta sẽ kiểm tra vùng bụng bệnh nhân để phát hiện ra tạng đặc. Sau đó ta đánh dấu vào đấy, rồi sẽ dùng tay thật nhanh ấn sâu vào vùng ổ bụng của bệnh nhân. Nếu mà sờ tay ta cảm giác như là chạm vào một cái vật cứng gì đấy thì tay ta đưa lên trên kiểm tra nhẹ vùng khoang bụng. Nếu tay ta mà chạm được vào cái vật cứng đấy thì đó gọi là dấu hiệu tảng băng nổi, tức là bệnh nhân là bị dương tính. À, được, thế tôi và đồng chí Vũ sẽ làm bệnh nhân để cho đồng chí thực hành. Ok Vũ. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cơ bụng 6 múi của hot boy Trần Kim Vũ. Sau đấy kiểm tra lớp trưởng xong nhé. Nào, phải gáo lên. Mẹ ơi, từ từ. Về. Kìa. Bỏ xuống. Bỏ xuống gì? Đội ngươi. Ô, sao đã khám đâu? Các fan nhìn thấy cơ bụng 6 múi của hot boy Trần Kim Vũ là chảy nước miếng, Bây giờ hai cậu là con gái, phải giúp tớ vụ này. Đây không phải là lần đầu đâu. Mà tớ thấy cậu nhiều cô gái thích như thế thì tâm lý cậu phải vững vàng rồi chứ. Vụ này nó khác. Bình thường các bạn ý chỉ đứng đằng xa nhìn này, cùng lắm ra hỏi vài câu, tớ không phản ứng gì là tự động bỏ đi. Còn đằng này thì không có dấu hiệu dừng lại. Có cái gì mà phải sợ nhỉ? Hả? Bây giờ cậu đẹp trai nhá, body cậu đẹp, chứ bị nhìn một tí thì có gì đâu mà đáng giữ ổn được. Cậu lại buôn chuyện với Lâm đúng không? Nói chung là bây giờ ấy, giúp tớ vụ này đi nhá. Tớ nghĩ là ấy, trong cái trường hợp này thì chỉ có Phương mới có thể giúp được cậu thôi. Phương mà ra tay nhá, chắc chắn sẽ thành công. Lần này tớ trông cậy vào cậu đấy. Đúng là chỉ có cậu mới có thể thẩm cái vẻ đẹp chết người của Vũ thôi. Ý cậu là sao? Giời ơi, ai mà chẳng biết là cậu thích Vũ bởi vì là chính con người của Vũ. Vũ
vỡ vẩn. Tớ thích Vũ bao giờ? Dĩ thích Vũ bây giờ. Này, cậu có biết là nhá, trên cái cuộc đời này có ba thứ mà không thể nào mà che giấu được, đó là cái gì không? Cái gì? Đó chính là bị ho, bị say rượu, với cả bị thích người khác ấy. Tớ công nhận là tớ có ngưỡng mộ Vũ ở một vài phương diện. Và tớ cũng quý Vũ với tư cách là bạn bè thôi, không giống những cô gái khác thích Vũ. Đấy, đấy là cái cách riêng mà cậu thích Vũ. Còn những cô gái khác có được tiếp xúc gần với Vũ giống như cậu đâu, thì chỉ thích cái vẻ đẹp hào nhoáng của Vũ thôi. Mà nói đi nói lại nhá, tớ thấy Vũ là một người đàn ông chả lãng mạn gì cả, khô khan. Đã thế nhá, chẳng bao giờ nói ngọt ngào với phụ nữ bao giờ. Cái này thì tớ không đồng ý đâu. Tớ thấy Vũ cũng khá là lãng mạn mà, biết đàn này, biết hát này, lại còn khá là vui tính nữa. Đấy, tớ đã nói là lần này chỉ có thể là cậu ra tay thôi. Chắc chắn em bây giờ nói tốt cho Vũ thì cô bé kia sẽ bỏ cuộc á? Nói chuyện của cậu chán đời một sự đấy. Cậu cứ như kiểu là cái tấm chiếu chưa trải ấy. Cậu có biết cái định luật mà Romeo với cả Juliet không? Biết. Thì đại loại là định luật kiểu tình yêu mà càng bị ngăn cản thì sẽ càng mãnh liệt, đúng không? Thì đấy, cái cô bé kia cô ấy đã biết gì về Vũ đâu. Thì bây giờ nhá, nếu như mà cậu nói xấu thì sẽ là phá đám, nhưng mà nếu cậu nói tốt thì là cô ấy sẽ nhận ra cái bản chất thật của Vũ. Thế như thế là sẽ không thích Vũ nữa hả? Hoặc là thế hoặc là không, nói chung là sẽ thích Vũ bởi vì Vũ là chính con người của Vũ. Mày nói gì không? Được rồi. Gì? Chiến dịch Dại Thiêng Nam Thần á? Đúng. Từ bây giờ cậu phải hợp tác với tớ để cô bé ý tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Một khi mà tiếp xúc với cậu, hiểu về con người của cậu, chắc chắn là bé ấy sẽ chán cậu thôi. Cái gì? Tớ chán thế cơ á? Không phải. Ý của tớ là cô bé ý đang ở một độ tuổi nhìn cuộc đời rất là màu hồng. Thích cái sự lãng mạn. Tớ nhờ Nhi hỏi dò các bạn bè của cô bé ấy rồi. Cô bé ấy thích cậu vì cậu học giỏi, đẹp trai, hát hay, đàn hay nữa. Khổ thế nhở. Sinh ra tớ đã đẹp trai, hát hay, đàn giỏi rồi, thế thì bây giờ tớ phải bỏ học, bỏ đàn hát à? 10 điểm cho sự tự tin. Nhưng mà con người của cậu đâu phải lúc nào cũng đàn cũng hát đâu, đúng không? À, ý của cậu là bây giờ ấy, tớ phải chứng tỏ thế nào đấy là mình không hoàn hảo trong mắt cô bé kia, thế là xong đúng không? Cậu không cần phải chứng tỏ điều gì hết, cậu chỉ cần là chính mình thôi, cô ấy sẽ chán cậu. Chào em. Em chào chị ạ. Chị thấy em có vẻ thích xem bóng rổ, em còn ngồi đây lâu không? Dạ chắc là có, không biết là chị cần em giúp gì ạ? Hay quá, chị có mấy món đồ này muốn đưa cho anh Vũ. Anh Vũ là anh cao cao kia kìa. Nhưng bây giờ chị có việc bận phải đi luôn, lát nữa em đưa cho anh ấy giúp chị được không? Dạ được ạ. Em sẽ xong trình thật cẩn thận. Cảm ơn em nhá, thôi chị đi đây. Xin. Bạn của anh nhờ em cầm hộ, chị ấy có việc phải đi gấp, không chờ anh được. Đưa đây. Em tên là Lam ạ. Ừ. Vũ. À mà em đi theo anh nhiều thế rồi chắc là biết tên hết cả rồi nhỉ. Không giới thiệu nên là hơi mất lịch sự. Anh Vũ, đồ để em cầm giúp anh cho. Hôm nay em cho em đi theo anh. Anh hỏi em nhá, thấy cái gì đây không? Tay. Đúng. Thấy cái gì đây không? Chân ạ. Thì có thấy anh khỏe không? Vẫn khỏe, không tàn tật. Anh tự bê được, cảm ơn em. Gì? Cô bé ấy thích cậu vì cậu học giỏi này, đẹp trai, hát hay, đàn hay nữa. Cậu chỉ cần là chính mình thôi.
cậu cứ là cậu, cô ấy sẽ chán cậu. Thôi nếu như em muốn đi cùng ấy, cũng được. Anh kia đánh bài đu 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 hay nhở? Đu cái gì? Không thầm cái thể loại này. Lừa hân thu, đốt trái kiêu, hai ta. Hôm trước anh diễn bài đấy ở trên trường mà. Mấy đồng chí ấy đăng ký tiết mục rồi diễn cùng thôi chứ hay biết gì đâu. Thì Linh ấy. Gì? Anh không biết Linh là gì luôn. Không. Mày em cứ tưởng. Thôi, đến giờ học rồi đấy. Em có đi học tiếp không? Hay là ngồi nghe tiếp cái bài đu đu cái gì đấy từ em? Anh đi đây. Ôi, góc nghiêng thần thánh của anh Vũ đẹp thật đấy. Tại vì cấu trúc xương của anh sẽ làm cho khuôn mặt đẹp nhất và hoàn hảo nhất nếu như nghiêng góc 15 độ. Cô bé gặp ở sân bóng này. Cảm ơn em đã cầm đồ lên giúp bạn chị nhá. Nếu như hai người muốn trao đổi ra ngoài tránh ảnh hưởng đến người khác. Cảm ơn. Chị ơi, chị là bạn thân của anh Vũ ạ. Ừ, bọn chị chơi với nhau từ năm nhất. Chắc là anh ấy ghét em lắm nên là anh mới cư xử cọc cằn với em như thế. Cọc cằn á? Cọc cằn như thế nào? Thì lúc nãy anh ấy mắng hai chị em mình ở trên thư viện. Đấy không phải là mắng. Tính của Vũ lúc nào cũng như thế. Cậu ấy chỉ là không thích người làm phiền trong lúc cậu ấy đang học thôi. Thế là lúc nào anh ấy cũng cọc cằn như thế ạ? Mà hình như anh ấy không có tí lãng mạn nào cả. Ơ, không, Vũ lãng mạn mà. Có lần nhóm chị tập kịch nhá, Vũ còn viết kịch bản cho cả nhóm được giải cơ. Ôi, anh ấy đa tài thế ạ. Ừ, lời tỏ tình mà anh ấy viết nhá. Em là muỗi Anopheles, anh là Plasmodium, chúng ta hãy cùng gây dịch toàn cầu. Thế là cả khán phòng cười ồ lên luôn. Đấy, anh thấy lãng mạn không? Hài hước không? Không. Không à? Thôi bỏ qua cái đấy đi. Hôm nay nhá, anh Vũ có lịch ở câu lạc bộ bơi với cả cờ vua. Em đi xem không? Chị dẫn em đi. Đi. Chắc là thôi chị ạ. Ban đầu em tưởng anh ấy là người trong nóng ngoài lạnh, nhưng mà bây giờ em thấy anh ấy lạnh toàn phần. Em chào chị ạ. Thấy chưa? Biết ngay là thành công mà. Cậu đứng ở đấy từ bao giờ đấy? Tôi đứng ở đây từ bao giờ đấy? Cậu không cần quan tâm. Quan tâm bây giờ là cậu đã thành công rồi. Nhưng mà chả hiểu sao tớ đã nói gì mà khiến cô bé thất vọng như thế nhở? Cậu có nói gì đâu. Cô chỉ nói mỗi sự thật thôi mà. Nếu mà sờ vào phần gì cứng sau đó biến mất ngay thì nói gì nhỉ? Gì? Bỏ ra nhé. Ui. Đi đây. Bén xuống. Chạy bén xuống, đang kiểm tra.